Xin kính chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Barista Skill. Các bạn thân mến, trong video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục là đánh giá về những cái máy móc phương tiện dành cho ngành F&B. Thì hai nhân vật chính của chúng ta hôm nay đó chính là Fiorenzato F64E và Oreca Helios 65. Đây là hai đối thủ của nhau trên thị trường máy xay cùng với phân khúc giá, cùng với phân khúc chất lượng. Thì đây là hai trong số những cái đối thủ mà đáng gờm nhất trên cái thị trường máy xay cà phê hiện tại. Bên này là Fiorenzato F64 và bên này là Helios 65E. Thì đây là một cái phiên bản mới nhất của hai hãng là Fiorenzato và Oreca đưa ra thị trường đối đầu nhau trực tiếp. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích về những ưu nhược điểm cũng như là về sự đánh giá giữa hai chiếc máy xay này, thì xem là bạn nào hơn, bạn nào kém, hoặc là điểm nào tốt, điểm nào chưa tốt của hai chiếc máy này. Rồi, không để các bạn phải chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chủ đề chính ngày hôm nay, đó chính là làm sao để chúng ta có thể so sánh được giữa Fiorenzato F64E và Helios 65. Ok, các bạn thân mến, trước mặt các bạn đang là hai cái phiên bản mới nhất của hai cái hãng, đó là Fiorenzato và Oreca. Thì bên phải chúng ta là Fiorenzato F64, bên trái chúng ta là Helios 65E. Về bên ngoài thì nói chung là hai cái đều rất đẹp, thiết kế rất là cân bằng, cân đối giữa phần bâu hạt này lẫn cái phần thân máy này và cái phần màn hình, làm rất chi tiết, rất hiện đại, rất tương lai. Thì cộng cho hai bên mỗi bên một điểm. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi đánh giá về phần chỉnh độ mịn của hạt cà phê. Thì ở Fiorenzato F64 này thì các bạn phải ấn cái nút đen này xuống, sau đó thì chúng ta mới chỉnh. Đấy, chỉnh theo cross hoặc là file, thao tác rất là basic, rất là chung, nó giống như tất cả các dòng máy xay khác. Tuy nhiên là bạn nữ mà làm ấy thì nó sẽ hơi khó khăn, và cái việc điều chỉnh độ mịn nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với Helios 65. Helios 65 là các bạn sẽ có một cái vạch ở đây, chúng ta sẽ chéo lên trên một chút để chúng ta xem là cái độ mịn nó đang ở mức mấy. Ví dụ như đang mức 3, các bạn muốn tăng lên mức 4, chúng ta vặn rất là đơn giản, cũng hơi nặng tay một chút nhưng mà rất là đơn giản. Nó rất là nhẹ hơn so với lại cái thằng Fiorenzato này. Thì cộng cho Helios một điểm ở cái phần điều chỉnh độ mịn này. Ngoài ra thì cái phần nâng trục dưới thì khi mà chúng ta điều chỉnh cái độ mịn nó rất linh hoạt hơn rất nhiều. Còn nếu như ở phần trục trên này thì các bạn chỉnh ấy mà nó có cà phê bột ở trong này hoặc là có cà phê hạt ở trong này, thì khi các bạn tăng hoặc là giảm cái độ mịn ấy thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái chất lượng cà phê. Nhiều khi ấy, các bạn chỉnh mịn quá nó không ra được, hoặc là chúng ta lại phải xả cà phê để cho nó thô ra. Thì đây là cái nhược điểm của Fiorenzato F64E. Đấy, thì chúng ta sẽ cộng cho Helios 65 một điểm. Tiếp theo là phần kích thước lưỡi dao. Thì ra bản chất là lưỡi của Helios là 65, lưỡi của Fiorenzato F64 là 64mm. Thì đương nhiên là cái này nó sẽ to hơn, Helios sẽ to hơn một chút. Tuy nhiên là nó không có sự chênh lệch nhiều, cho nên là cái phần này nó không có nhiều cái sự khác biệt, cho nên mình không cộng điểm cho anh nào cả. Tuy nhiên là hai anh này thì đều xuất phát từ rất là lâu đời, cho nên là cái phần lưỡi dao ấy, những từng cái rãnh lưỡi dao một người ta đã thiết kế rất là ngon lành, tức là làm sao để cái chất lượng cà phê nó ra tốt nhất. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi so sánh về phần màn hình. Màn hình của Helios và phần điều khiển của Helios nó làm giống một cái tablo của xe ô tô. Tức là giống cái màn hình của cái khoang lái của xe ô tô. Làm rất là hay. Tuy nhiên là độ phân giải màn hình thì lại chưa được tốt bằng so với Fiorenzato F64. Thì ở phần này mình sẽ cộng cho cả hai mỗi cái một điểm vì cái độ đẹp cũng như cái độ tinh tế. Tuy nhiên là để so sánh ấy, thì mình sẽ thích Fiorenzato hơn. Vì các bạn nhìn này, đấy, cái màn hình của nó độ phân giải rất là cao và rất là mượt. Các bạn dùng ngón tay chúng ta có thể hoàn toàn điều chỉnh được. Còn anh này thì hầu hết là các bạn vẫn phải điều chỉnh là bằng các cái điểm, các cái phần nút chạm và các cái màn hình nó sẽ có sẵn các nút, nó không phải là đa điểm giống như là anh này. Đấy. Thì đấy là cái hạn chế. Tuy nhiên là nó đã rất là đẹp hơn so với bản Zenith 65 cũ rồi.
thì cộng hai bên, mỗi bên một điểm nhờ cái mức độ tinh tế trong thiết kế. Thì cái Helios 65 này này thì nó sẽ chuẩn bị sẵn cho các bạn ba cái nút bấm ở đây. Thế còn F64 thì nó sẽ có hai nút, nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể hiển thị cái triple source này lên. Khi mà chúng ta này, các bạn nhấn vào show triple dose này là nó sẽ ra ba single, double và triple. Thì các bạn muốn chỉnh như thế nào thì chúng ta lại phải vào phần này để chúng ta chỉnh ha. Đấy. Single thì các bạn chỉnh ở đây, double chỉnh ở đây, và nếu mà triple thì các bạn sẽ ấn vào cái mũi tên này và các bạn gạt sang thì nó sẽ có cái triple dose này. Thì cả hai cái đều đầy đủ các cái chức năng từ đơn, đôi, ba và manual. Đấy. Rất đẹp. Tiếp theo là đến cái phần họng để xay cà phê. Thì trước đây cái thằng Helios này này nó chưa cải tiến thì các bạn thấy là chúng ta không thể nào dịch chuyển được cái phần thanh đỡ tay cà phê này. Đấy. Nhưng mà giờ nó đã điều chỉnh được. Đấy. Và anh này thì điều chỉnh thì các bạn lại phải vặn cái núm này ra, sau đó thì nhích lên nhích xuống. Tuy nhiên là cái freehand là cái mình đánh giá rất cao ở hai cái máy này. Đấy. Các bạn có thể để tay pha vào và nó có thể tự giữ ở đó. Khi xay xong thì chúng ta chỉ nhấc ra thôi. Freehand rất tốt. Thì cộng một điểm cho cả hai bên, rất là tinh tế. Ngoài ra thì cả cái phần họng của thằng này lẫn cái phần họng của thằng này thì đều có thể dịch chuyển được. Cái này thì có thể dịch chuyển lên xuống này, cái này có thể kéo ra kéo vào được này. Còn thằng này thì chủ yếu là không dịch chuyển lên xuống được, mà chúng ta chỉ có kéo ra thôi để vệ sinh thôi. Đấy, các bạn vặn cái núm này ra, sau đó thì kéo ra ngoài. Đấy. Thì chúng ta vệ sinh nó cũng rất là sạch sẽ. Phần núm tiếp điểm của Fiorenzato thì nó bằng kim loại, rất là ổn. Đấy. Các bạn nghe, đấy, tiếng nó rất là chắc chắn. Thế còn thằng này thì làm bằng nhựa thì nó sẽ đỡ chắc chắn hơn, tuy nhiên là nó cũng rất là bền. Một cái điểm cộng cho Helios đó chính là nó có đèn. Các bạn thấy này, đấy, nó đang soi vào tay mình nó sáng lên này, đấy, thì nó có đèn. Còn thằng S64 thì lại không có đèn. Cái này thì các cái quầy bar mà không đủ ánh sáng ấy, mà các bạn muốn nhìn cái tốc độ xay cà phê cũng như là cái chất lượng hạt bột cà phê ấy, sau khi xay xong ấy, thì Helios xứng đáng được cộng một điểm. Tiếp theo là các bạn để ý cái phần nút nguồn. Nút nguồn của Fiorenzato ấy, thì sử dụng bật. Thế còn thằng này là sử dụng nút nhấn. Thì thực ra là nút nhấn on off này thì hay là cái phần công tắc bật này thì nó cũng giống hệt nhau thôi, nó không có gì khác nhau cả. Mình thấy khi mà trải nghiệm sử dụng ấy thì có vẻ là cái bật của Fiorenzato S64 thì nó sẽ tiện hơn một chút, nhưng mà nó không đáng kể. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đánh giá về cái trải nghiệm khi mà chúng ta sử dụng để điều khiển cũng như là các cái hệ thống điều khiển để xem là nó có điểm gì thuận tiện và không thuận tiện nhé. Thì về cơ cấu sử dụng ấy thì Fiorenzato S64 bắt buộc là ở chế độ standard này này, là các bạn sẽ phải ấn vào cái nút này. Sau đấy thì chúng ta sẽ chạm vào tiếp điểm. Chạm vào tiếp điểm thì bắt đầu máy mới xay. Thế còn Helios thì các bạn có thể ấn, hoặc là sau đó thì chúng ta chạm tiếp điểm để xay. Hoặc là các bạn ấn hai lần là nó sẽ tự xay. Thì ở điểm này cái việc nghĩ về người dùng ấy thì Helios đang hơn so với Fiorenzato một cấp. Tuy nhiên là thực ra bản chất thì nó không giải quyết nhiều vấn đề, vì thực ra hai cách sử dụng nó không giống hệt nhau. Nếu mà chúng ta sẽ chuyển sang cái chế độ sử dụng là Grinding Mode này là các bạn chuyển sang Direct. Đấy. Thì anh này cũng sẽ giống hệt, các bạn ấn vào là nó xay. Được chưa? Nhưng thằng này thì được cái là chúng ta không phải điều chỉnh, mà chúng ta sẽ giữ nguyên thì nó cũng có thể là sử dụng hai cái phương án để nó xay cà phê. Còn thằng này chúng ta phải điều chỉnh thì nó sẽ hơi mất thời gian một chút. Sorry, đây chúng ta sẽ chỉnh phần Grinding Mode này này. Các bạn sẽ chuyển sang Standard. Rồi, ok. Phần màn hình ấy, thì anh này to hơn rất nhiều. Cái màn hình của anh này xứng đáng được 10 điểm, thì màn hình của anh này nó chỉ xứng đáng được khoảng tầm 8 điểm. Thế thôi. Đang nói về phần xay thì hầu hết là cái chức năng xay nó đều giống nhau. Về kiểm soát ấy, thì các bạn thấy này, phần này chúng ta có thể điều chỉnh một cách rất là rõ ràng các cái chỉ số chỉ bằng các cái lướt tay ở trên này. Ở đây thì nó sẽ có cái admin password này, giống hệt như anh này, là chúng ta cũng có admin password. Chúng ta có thể xem được các cái chế độ xay cũng như là
các cái khóa để chúng ta có thể biết được là máy đang xay được bao nhiêu ly và để chúng ta kiểm soát control trong cái việc là bán hàng. Đó, thì nó sẽ giúp cho chúng ta quản lý cửa hàng tốt hơn, thì Fiorenzato F64E hay là Helios 65 đều có cái phần này. Thực ra để so sánh hai anh này thì nó là 19.5 hoặc là 19.5/10 rồi, nó không có gì là để mà chê được nữa. Ở F64E thì các bạn còn nhìn thêm được một chút, đó là thời gian và ngày tháng. Thì ra ngày thời gian ngày tháng thì nó không quá quan trọng đâu, nhưng mà có được như là F64 thì nó lại tuyệt vời hơn. Đó, thì hai anh này theo mình đánh giá thì nó the same, gần giống nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi test cái khả năng xay của hai chiếc này. Thì mình sẽ test theo hai phần. Một là test khi mà không có cà phê bên trong, và thứ hai là test khi xay cà phê với cùng một cái độ mịn. Hai chiếc máy này nhá, thì đều xay rất là ít. Đấy, thì chúng ta sẽ test xem là với cái máy mới như vậy. Con này nó mới xay 5 ly này các bạn này. Con này mới xay 5 ly, con này xay được khoảng tầm 100 ly gì đó, 100 ly, nhưng chưa chắc đã là đến 100 ly, bởi vì thực ra chúng ta xay có thể xay không tải nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kiểm tra về độ ồn khi mà chúng ta xay. Thì hai máy này mình đều điều chỉnh về mức độ xay của nó là 5. Thôi, 3 đi. Anh Fiorenzato này chỉ rất đau tay. À, đều là 3, tất cả đều là 3 nhé. Sau đó thì mình sẽ xả hết toàn bộ cà phê của hai cái chiếc máy này ra. Ok này. Ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau so sánh về cái độ ồn khi chúng ta xay. Thì đối với ở đây chúng ta sẽ có một cái đồng hồ để chúng ta có thể đo được cái tiếng ồn của nó. Hiện tại mình đang nói là đâu đó khoảng tầm 76, 79 decibel. Đầu tiên là Fiorenzato trước nhé. Chúng ta sẽ xay cùng thời gian đi. Double này, hiện tại là 5,8 giây này. Thì mình sẽ chỉnh cái anh double này lên là 5,8 giây. Rồi. Đầu tiên này. Khoảng 64 decibel khi mà xay. 64 decibel khi mà xay. Nói chung là rất êm hơn tiếng mình nói luôn. Tiếp theo này. Tiếp theo là Helios 65. Nó sẽ rơi vào khoảng tầm 68 decibel. Tức là gì? Mình xay lại bằng F64 nhé. Nó giờ xem với nhau. Lại này. Thằng F64 sẽ êm hơn một chút các bạn. Thì F64 nó sẽ loanh quanh khoảng tầm 66 decibel, còn Helios 65 ấy thì nó đâu đó khoảng tầm 68 đến 70 decibel. Tức là gì? Tức là chạy không tải ấy. Thì Fiorenzato đang êm hơn một chút xíu, nói chung là không đáng kể, nhưng mà mình cũng phải đánh giá dựa trên một con số cụ thể. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ cân đúng cái lượng cà phê và với hai cái mức độ xay giống hệt nhau là số 3 để mình xem là chiếc nào sẽ êm hơn và chất lượng cà phê của chiếc nào sẽ ok hơn. Bây giờ thì mình sẽ xay để tí nữa mình pha espresso luôn. Thì chắc là mình sẽ chỉnh xuống 3 đi, ở 3. Cả hai cái đều là 3. Ok, bây giờ thì sẽ xay thử nhé. Rồi, ở đây thì mình sẽ dùng một cái lượng cà phê chung là 20g. Sẽ cho F64 xay trước. Sau
Sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau đo cái độ hao hụt luôn. Hiện tại thì ở đây là mình cân là 20,1 gram cà phê Arabica. Đấy, mình xay ở mức 3. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau cảm nhận về cái độ xay. Ở đây thì chúng ta sẽ xay xay và chúng ta sẽ xem là bao nhiêu giây nhé. Thì mình sẽ dùng đâu để mình để vào đây mình xay. Và chuyển sang cái chế độ là xay direct, xay trực tiếp. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xay để chúng ta xem là nó đã sẽ ở bao nhiêu decibel. Mình đang nói bình thường thì nó loanh quanh đâu đó khoảng tầm 72-73 decibel nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xay hết cái cà phê espresso này và xem cái độ hao hụt của nó sẽ là bao nhiêu. Tám mươi ba. Nó sẽ loanh quanh khoảng tầm 83 decibel. Bột cà phê tương đối là đều và mình sẽ check xem là cái độ hao hụt của cà phê này sẽ là bao nhiêu gram. Các bạn thân mến, bây giờ nó chỉ còn 14,3 gram, tức là khi mà chúng ta cho 20 gram thì nó hao hụt đi mất của chúng ta là 6 gram, gần 6 gram cà phê trong một lần xay espresso. Độ ồn thì nó sẽ loanh quanh đâu đó khoảng tầm 84, mình cứ lấy trung bình đâu đó khoảng tầm 84 decibel so với là của Fiorenzato S64. Bây giờ thì chúng ta sẽ xay thử cùng với cái lượng cà phê như vậy và xay với máy xay Helios 65. Rồi thì cũng là chế độ xay direct như vậy để chúng ta xay. Ở đây thì mình sẽ để cạnh nhé và tiến hành xay này. Nó cũng sẽ loanh quanh đâu đó khoảng tầm 85 decibel, tức là hai cái anh này khi mà xay cà phê thì độ ồn của nó gần giống nhau. Đấy. Độ ồn của nó gần giống nhau. Bây giờ thì sẽ kiểm tra về cái lượng hao hụt của S64E so với cái thằng Helios 65 để xem là nó sẽ hao hụt bao nhiêu gam. Vừa nãy chúng ta cũng cho là 20,1 gam, tất cả đều là 20,1 gram hết để xem là cái lượng mức độ hao hụt nó sẽ như thế nào. Còn 18,6 gram. Rất là tuyệt vời. Tức là chúng ta hao hụt rất là ít. Nó đâu đó khoảng tầm 2 gram thôi. Đấy. Mình đang hơi băn khoăn một chút về chiếc Fiorenzato S64E này, mình sẽ test lại một lần nữa. Đối với 20 gram cà thì nó sẽ ra được bao nhiêu gram espresso. Hơi vô lý bởi vì là nó hao hụt đến tận 6 gram là mình hơi bị bất ngờ một chút. Sorry. Lại nhé, chúng ta sẽ xay lại với cái Fiorenzato. Ở đây thì mình sẽ dùng 20,1 nhé. Rồi mình cho vào. Nhé. Chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa về độ ồn của chiếc này. Chúng ta không còn nghe thấy tiếng cà phê nữa nhé. Giờ chúng ta sẽ check xem là hao hụt như thế nào. Đấy, nó phải như thế chứ. Vừa nãy là mình nghĩ là do lúc mình đưa vào ấy không có cà phê bên trong. Cái này đang là 19,9 gram, tức là nó cũng chỉ có hao hụt có 0,1 gram mà thôi. Nó chứng tỏ là cái mức độ hao hụt cũng không quá lớn và chất lượng cà phê cũng tương đối ổn. Hai anh này thì gần như là 19:10. Vừa nãy anh kia là còn 18,6 gram, anh này là còn 19,9 gram, tức là đâu đó nó sẽ hơn một chút xíu.
Thực ra thì bản chất mình đánh giá hai anh này nó rất same với nhau, nó không có gì khác biệt nhiều về ồn, về mức độ say, nó chỉ khác nhau một chút xíu về cái tính năng sử dụng mà mình khoái cái anh Helios này hơn là anh ấy điều khiển bằng cách là nâng trục dưới. Cho nên là khi mà các bạn điều chỉnh cái độ mịn cà phê ấy, nó khoái, nó nhàn hơn rất nhiều so với cái thềm Fiorenzato F64 đấy, thì đó là cái mà chênh lệch. Thế còn F64 thì được cái là cái màn hình của nó thật là phê lắm, dùng như là một chiếc Android mà đời cũ ấy. Tất nhiên là nó không mượt bằng những cái Android đời mới nhưng mà dùng rất là ổn đấy. Thì bây giờ thì mình sẽ test espresso để xem là cùng với chất lượng bột espresso xay ra trong cái thời gian xem anh nào sẽ xay tốt hơn. Ok, bây giờ thì đây là chiếc Fiorenzato F64. Bây giờ mình sẽ xay cái lượng cà phê espresso trước. Thì vừa nãy thì ở video trước mình đã điều chỉnh cái espresso double với 5,8 giây. Thì bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh cái này đúng với 5,8 giây để xem nó ra được bao nhiêu gram bột cà phê. Có thể là cái chất lượng cà phê nó sẽ chênh lệch một chút, cho nên cái thời gian nó sẽ chênh lệch một chút, nó không phản ánh được cái điều gì quá nhiều, bởi vì thực ra bằng mắt thường ấy thì rất khó để phân biệt được là cái bột cà phê như thế nào là một cà phê mà nó giống hệt nhau. Thì ở đây mình sẽ xay bằng 5,8, nếu chênh nhau khoảng tầm 1 giây 2 giây gì đó thì là ok, không phải bàn cãi nhiều về cái chất lượng. Bây giờ mình sẽ xay 5,8 để xem nó ra bao nhiêu nhé. các bạn ạ 16 gram. Thì mình có thể để khoảng tầm 6,2 là được. Cái là thằng này chỉnh về thời gian xay nhanh hơn rất nhiều so với Helios nhé các bạn này. Và đây chúng ta cộng hoặc trừ thì chúng ta cộng hoặc trừ ở đây luôn, được chưa? Còn anh này thì các bạn sẽ phải là cộng lên này cho đến khi nào mà nó đạt cái giá trị mà các anh chị mong muốn thì thôi. Đấy, mỗi lần chỉnh chúng ta sẽ chỉnh là 0,5 giây. Bây giờ sẽ xay lại một chút với 6,2 giây. Ok rồi đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau pha thử một shot espresso với chiếc Fiorenzato và một shot espresso với lại Helios 65 để đánh giá về cái chất lượng giữa hai cái máy này khi mà chúng ta pha espresso nhé. Rồi, đầu tiên là F64. Các bạn có nhìn thấy chất lượng bột cà phê không? Rất là đều, rất là tơi. Nhìn thì có vẻ thô nhưng thực ra nó lại rất chuẩn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nén. Rồi, các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ pha thử. Đây là bột cà phê sau khi mà chúng ta đã tamping, đã nén xong. Bây giờ thì sẽ chiết xuất bằng lúc mini và thời gian ủ là 5 giây, cũng như là thời gian chiết xuất là 30 giây. Sau thời gian chiết xuất thì chúng ta có một soft espresso. Thì ở đây lớp váng khá là mỏng, cũng như là video trước thôi, mình dùng Arabica và cái thời gian degas nó khá là lâu. Đấy, cho nên là cái váng crema nó còn rất là mỏng. Bây giờ sẽ test hương vị nhé. Không cảm nhận thấy vị đắng đâu cả, mà nó là vị thơm và vị ngọt, mùi thơm và vị ngọt của cà phê. Rất là ngon, mùi cà phê nó rất là thơm và cái vị nó không bị đắng đâu, xứng đáng được 8/10 điểm. Cà phê mà xịn hơn, cà phê mà nhập khẩu thì lại còn ngon hơn nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ test thử Helios 65 nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm chiếc Helios 65. Vừa nãy thì chúng ta đã chỉnh Fiorenzato lên 6,2 giây, thì ở đây mình sẽ cũng sẽ chỉnh lên 6,2 giây để nó cân bằng cái thời gian với nhau.
và để xem cái lượng cà phê ở chiếc máy này xay ra nó có đủ 20 gram không hoặc là 18,6 gram hay không. Xay nhá. Cùng với một thời gian xay là 6,2 giây thì anh này ra được 19, gọi là 20 gram, chuẩn 20 gram, còn anh kia ra được 18,6 gram, tức là đâu đó nó chênh lệch 0,1 gram đó. À, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi 0,8 gram đến 1 gram gì đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi pha với 20 gram này. Đây là chất lượng cà phê sau khi nếm xong, rất là đẹp. Cũng giống như là cà phê xay từ F64 thì mình sẽ chiết xuất trong thời gian là 30 giây ở cái nhiệt độ là 92 độ C và cái thời gian pre-infusion là hạ 5 giây. Ok, thì đây là ván cà phê sau khi chiết xuất từ sau khi xay từ Helios 65, cũng rất là ổn, màu sắc ok, để xem hương vị như thế nào nhé. Độ chua, độ ngọt rất là ổn. Thực ra thì để đánh giá giữa hai cái máy này ấy, thì nó không có sự khác biệt đâu, gần như là the same, giống nhau, đều đạt cái điểm số rất là cao. Nó giữ được cái mùi thơm của cà phê, nó làm cho cái chất lượng của cái ly cà phê espresso ấy, nó không bị đắng, không bị gắt. Và đương nhiên là cái thời gian xay, tốc độ xay và cái độ mịn, độ tơi của cà phê nó gần như là 1:9, 1:10, nó không có nhiều sự khác biệt. Vậy nên là vì mình rất yêu F64 cho nên là mình xin phép cộng luôn cả hai, mỗi máy một điểm về mức độ xay espresso. Các bạn thân mến, như vậy là chỉ sau một vài phút thôi, chúng ta đã cùng nhau đi trải nghiệm so sánh sự khác biệt giữa Fiorenzato F64 và Eureka Helios 65. Thì thực ra mình rất thích hai chiếc máy này, mình thích giống hệt nhau. Tuy nhiên là khi mà mình trải nghiệm nhiều ấy, dùng nhiều ấy, thì mình cảm giác là F64 thì nó thân thiện hơn khi chúng ta sử dụng cái màn hình của nó. Còn Eureka thì nó thân thiện hơn khi chúng ta sử dụng các cái chế độ xay của nó. Tức là khi các bạn muốn chỉnh nhiều độ xay, tức là chúng ta sử dụng cho các cái mục đích pha khác nhau, cũng như là các cái độ mịn khác nhau hoặc là các loại cà phê khác nhau, thì chúng ta nên sử dụng Helios 65. Còn nếu như các bạn dùng một loại cà cố hữu, chúng ta